Chào mừng các bạn đã quay trở lại với video ngày 11 tháng 1 của bên mình. Thì hôm nay bên mình có khá là nhiều máy muốn review nên cho tất cả các bạn cùng tham khảo. Thì trước mắt các bạn đây sẽ có những chiếc máy, đó là một chiếc máy Vsmart Active 3. Con này RAM 6, bộ nhớ 64GB, pin 5000, màn hình của nó thì 6.4, 6.5 inch, rất to, Super AMOLED, pin khỏe, cấu hình cao. Con này bên mình là bản chính hãng 2 SIM 26 online, giá của nó chỉ có là 2.200.000 thôi các bạn nhé. Tiếp theo đến cây số 2 sẽ nói đến, đó là một chiếc Samsung Quantum 2, hay còn gọi là Samsung A82 5G bản Hàn Quốc. Con này thì với ngoại hình đẹp 98-99% thì bên mình đang bán bạn giá là 4.700.000. Ngoại hình không có cấn móp, không có xước sát gì cả. RAM thì 6GB, bộ nhớ 128GB, chạy chip lượng tử Snapdragon 855 Plus. Đây là một con chip bảo mật rất là tốt các bạn nhé. Màn hình thì đẹp, không ám, không ố, không nưa hình. Đó, màn hình của con máy này nó cùng với cả S20 Plus. Đó, nó dùng chung với S20 Plus các bạn nhé. Đấy, màn hình 120Hz luôn. Tiếp theo nữa đến một con dòng máy flagship của những năm 2019, đó chính là Samsung S9 Plus bản Hàn. Máy 2 SIM 2 sóng, ngoại hình của nó là 98-99%. Ngoại hình zin đẹp luôn, hàng siêu chất các bạn nhé. Đấy, có thể coi đây là hàng A luôn. Đấy, ngoại hình zin keng spem. Đấy, màn hình trắng sáng, không ám, không ố, không lưu hình. RAM của nó là 6GB, bộ nhớ của nó là 64GB, pin của nó 3500 và màn hình của nó là 6.3, 6.4. Đấy, con này thì về màn hình của nó thì không còn gì để chê nữa rồi. Đến cái thời điểm bây giờ kiếm được những con máy chất như này cực kỳ là khó các bạn nhá. Đó, bản 2 SIM bên mình đang bán cho bạn giá là 3.500.000 các bạn nhá. Hay một con Samsung S21 Plus bản Việt Nam. Đó, máy màu đen, ngoại hình thì đẹp tầm khoảng 98%, bởi vì con này đây nó có lấm tấm một chút do muỗi đốt đây các bạn này. Đấy, đây dùng ốp đây các bạn nha, muỗi đốt một chút xíu thôi, không có vết cấn, không có vết móp nào cả. Đấy, đây dùng ốp đây, nó thi thoảng gọi là lấm tấm một chút này. Màn hình thì đẹp, không ám, không ố, không xước sát gì. Đấy, máy zin đẹp, RAM 8, bộ nhớ của nó là 128GB bản Việt Nam, 2 SIM 26 online, màn trắng sáng rồi các bạn nhé. Pin của nó là 4800, màn hình của nó là 6.7 inch, Dynamic 2K cộng các bạn nhé, Dynamic AMOLED các bạn nhé, màn đẹp tuyệt vời, S21 Plus bản Việt Nam. Con này thì bên mình đang bán ra cho các bạn với giá của nó là 8 triệu thôi các bạn nhé, bán cho các bạn giá chỉ có 8 triệu thôi. Tiếp theo nữa đến một con Note 20 Ultra bản Hàn Quốc. Đấy, con này thì máy của bên mình đang là một chiếc máy hàng zin đẹp 99% luôn, cho đến cận kem. Đấy, toàn những hàng chất thôi, hôm nay khá là nhiều hàng chất, có cả những máy nó còn new, còn chưa active cơ. Đấy, đây zin đẹp, không ám, không ố, RAM 12, bộ nhớ của nó 256GB, máy 1 SIM 1 sóng, có hỗ trợ sóng 5G, chip Snapdragon 865 Plus các bạn nhé. Con này thì bên mình đang bán ra cho các bạn với giá của nó chỉ có là 10 triệu thôi các bạn, 10 triệu cho một con máy hàng chất. Bên mình bán hàng thì có ship code toàn quốc, thì bây giờ nó cũng sắp đến dịp Tết rồi, thì các bạn nếu có nhu cầu mua bán thì đặt máy nhé, để bên mình gửi hàng cho kịp kịp trước Tết. Thường là đến tầm khoảng 23, 24 là bên mình phải dừng code rồi, và đến cái tầm đấy thì sẽ là những bạn nào ở Hà Nội thì bên mình gửi, còn những bạn nào ở xa là bên mình sẽ không gửi. Đấy, còn các bạn đặt máy trong từ giờ cho đến ngày 23, 24 âm lịch thì bên mình vẫn gửi cho các bạn toàn quốc nhé. Các bạn ở xa thì cứ nhắn cho mình họ tên, địa chỉ cũng như là số điện thoại. Các bạn nào ở gần khu vực công viên Thiên Đường Bảo Sơn, gần thành phố Hà Nội thì có thể là vào ở cửa hàng mình để giao lưu và mua bán nhé. Đấy, còn các bạn ở xa thì bây giờ tầm này vẫn là cốt thoải mái được cho các bạn nhé, các bạn yên tâm. Đấy, con này thì bên mình bán 10 triệu thôi. Đấy, và đến đây thì nó sẽ là những cái dòng máy iPhone thì cực kỳ là chất. Hôm nay sẽ là những chiếc máy cực kỳ là hiếm luôn. Đấy, đây là 6S nhỏ hàng chưa active các bạn nhé. Đấy, hàng này hàng chưa active luôn, hàng mới, nói chung là máy mới. Nói chung là không có một vết chầy, vết xước nào cả nhé, zin nguyên bản 100% nhà sản xuất. Đấy, các bạn có thể kiểm tra khi mình gửi hàng về, các bạn có thể là bật email lên này. Đấy, bật số email lên, các bạn check ở trên cái trang chủ của Apple thì các bạn sẽ không thấy, các bạn sẽ thấy một dòng chữ là please active mà device các kiểu đấy, thì đấy nó là yêu cầu các bạn active máy lên và dùng các bạn nhé. Nhưng con này thì các bạn yên tâm,
100% chữa active máy mới. Đấy, nó chỉ thiếu mỗi hộp và bộ sạc của nó là các bạn có thể là bán máy mới nhá. Nhưng mà mình muốn để như này để giảm thiểu chi phí cho tất cả các bạn. Đấy, về độ chất của nó thì các bạn yên tâm, vì nó là máy mới rồi. Đấy, thì bọn này bên mình đang bán ra cho bạn với giá của nó là 2.350.000. Đấy, 2.350.000 nó rẻ, à nó chỉ giá chỉ có 2.300.000 thôi các bạn, 2.350.000 các bạn nhé. Hay là một chiếc iPhone 11 máy màu đỏ. Đấy, con này thì ngoại hình zin 100% luôn, nó có hơi bạc màu theo năm tháng. Bên mình đang bán thanh lý với các bạn là giá là 6.500.000, bản 64GB, hàng quốc tế. Một con iPhone XS Max. Đấy, ngoại hình của nó thì vỏ zin, lưng zin. Đấy, có màn hình là bên mình thay màn hình GX, màn này thì ngang với cả màn zin luôn các bạn nhé, từ chất lượng cho đến giá thành. Đấy, 64GB bản quốc tế Mỹ, bên mình đang bán ra cho các bạn con máy này, pin của nó này pin 93% luôn các bạn, pin zin đấy, pin zin 93%, Face ID đầy đủ. Đấy, con này bên mình bán cho các bạn giá là 5.400.000, 5.400.000. Và đây là một con XS Max bản 64GB màn nô. Đấy, màn nô hay còn gọi được là màn tàu, các bạn yên tâm dùng thoải mái vài năm không hỏng nhá. Đấy, 64GB. Con này pin 83%, bên mình đang bán ra cho các bạn với giá của nó là 5.200.000. Hay là một con 13 Pro Max. Đấy, bản 3 sim, 1 sim vật lý và 2 sim vật lý và 1 eSIM. Bên mình đang bán là 19.800. Đấy. Và tại sao bên mình lại nói là 3 sim các bạn nhé? Các bạn mua con máy này bên mình tặng kèm các bạn một con iPhone 5S. À, các bạn có thể lắp được 2 sim vật lý, 1 sim ở con này và 1 sim ở con này. À, và thêm con này thì lại lắp thêm được cả eSIM nhá. Đấy, vị trí là 3 sim luôn. 15.800. Đấy. À quên. 19.800 các bạn nhá. Hàng này nào nó là zin nguyên bản 100%. Đấy, không ám, không ố, không lưu hình, không cần, không móp. Đấy. Thì thoảng xước về phẩy tí lông mèo thôi. Đây là 13 Pro Max bản 128GB. Con này thì xuất xứ là bản Việt Nam luôn các bạn nhé. Đấy, bản Việt Nam này VNA này 128GB và pin của nó còn rất là khỏe luôn. Pin của nó là pin zin 90% các bạn ạ. Đó, con máy này thì bên mình đang cam kết zin nguyên bản 100% cho các bạn và bao cho các bạn thả nước luôn các bạn nhé. Đây, đây một những chiếc máy này thì chắc chắn là keo chỉ của nó vẫn còn rất là chắc chắn, nên các bạn yên tâm dùng nước rửa nước thoải mái nhá. Đó. Con này thì bên mình đang bán là 19.800 tặng kèm con iPhone 5S này. Còn nếu mà các bạn nào mà không lấy con iPhone 5S hàng zin này thì bên mình sẽ bán con 5S này với giá của nó là 600.000. Đấy, 600.000 không kèm phụ kiện gì đâu các bạn nhé. Đấy, nó chỉ có ốp lưng với cường lực này thôi. Đấy, máy này thì quả thực là giờ mà tặng phụ kiện lên nó thành 650.000, nó lại thành các bạn lại để ý giá cả của nó, nhưng con này nó zin 100%, loa nghe sướng đời luôn các bạn ạ. Loa nghe cực kỳ sướng đời luôn. Đấy, Facebook hoặc là YouTube dùng ầm ầm luôn các bạn nhá. Zalo dùng ầm ầm luôn. Yên tâm, chưa bị hạn chế đâu. Đấy, nó cấn xước nhẹ một chút thôi. Đấy, nhưng đây là một con máy zin đẹp, pin rất khỏe luôn các bạn ạ. Pin thoải mái dùng ngày luôn đấy các bạn. Đấy, đang chạy US 12 này. Đấy, bên mình bán cho các bạn giá là 600.000 chưa bao gồm phụ kiện. Đấy. Đây, còn iPhone XS Max đây. XS Max này máy màu vàng gold. Ngoại hình của nó thì là một con hàng zin đẹp, chỉ có màn là thay thôi, zin đẹp 98-99%. Màn rất là nhạy các bạn nhá, bấm không trượt phát nào đâu. Pin con này là 83% này. Đấy, 64GB bản quốc tế Mỹ, đầy đủ tất cả chức năng nhé, Face ID đầy đủ luôn. Đây các bạn. Đó, Face ID rất nhạy nhá. Đấy, mà giá nó chỉ có là 5.200.000.
Đấy, giá này các bạn mua 8 Plus và iPhone X cũng như là XS để làm gì nữa, phải không các bạn? Cầm một con iPhone to. Đấy, to như thế này. iPhone XS Max quá ngon, pin khỏe. Đấy. Dòng 83% này các bạn cứ thoải mái dùng khoảng 1 năm đến hơn 1 năm nữa các bạn nhé. Đấy. Giá chỉ 5,2 triệu, tặng ốp lưng, tặng sạc và tặng kính cường lực. Còn đây, con này thì pin của nó là 93%. Màn của nó thì cũng là màn lốp, nhưng đây là loại cao cấp, đây là màn GX các bạn nhé. Đấy. Để phân biệt màn GX với màn zin cực kỳ là khó các bạn nhé. XS Max bản 64GB. Con này bên mình bán cho bạn giá là 5,4 triệu. Face ID đầy đủ nhá, pin 93%. Đấy. Pin zin không có chuyện thay. Rất đẹp, rất ngon. Đấy. Tiếp theo đến con iPhone 11. Đây, con này thì nó có hơi bạc màu một chút xíu nhá. Đấy, hơi bạc màu một chút xíu thôi. Đây. Nhưng mà này rất là zin. Con này thì khẳng định zin 100% luôn. Pin con này lên đến 88%. Bản 64GB. Đấy, con này bên mình bán cho các bạn giá chỉ có là đây để mình bật lên. Bán cho các bạn giá chỉ có là 6,5 triệu thôi. Pin của nó là pin zin đi theo máy nhá. Con này zin áp suất luôn. Chưa bung chưa mở. Bảo hành 3 tháng. Tặng sạc, tặng ốp lưng, tặng cường lực. Ở các cái chức năng kia thì bên mình cũng đã nói hết rồi. Đấy, ví dụ như pin của nó là 88% thì các bạn cứ thế là dùng thôi các bạn nhé. Nó cũng không phải test gì nữa. Bên mình trước khi gửi đi cho các bạn là bên mình cũng test hết rồi. Đây, còn đây là những chiếc iPhone 6s bản 16GB. Tại sao mình nói là hàng hiếm? Bởi vì đây là những chiếc máy là chưa active. Đây là những chiếc máy mới còn chưa active cơ. Đấy, thì nó đây chắc chắn là đầy đủ chức năng rồi và chắc chắn nó là chất lượng rồi. Về các bạn chỉ cần quan tâm đến nó là giá thành như thế nào thôi. Con này nó là bản 16GB thì random tất cả các bọn này nó có cả bản ZP trên A đây, ZP trên A này, hay là bản KH trên A, hay là ZA hoặc là LL trên A. Nói chung là nó là những chiếc máy này để dành cho các bạn nào sưu tầm nhé. Đây là những chiếc máy mới chưa active, các bạn về active lên nhưng mà chắc chắn là nó sẽ không còn bảo hành nhé. Đấy, và cách để cho các bạn xác định nó là hàng mới hay hàng cũ thì các bạn cứ lên trên trang chủ của Apple, các bạn gõ check bảo hành Apple hoặc là check bảo hành iPhone. Đấy, các bạn vào cái trang đấy là các bạn sẽ kiểm tra được bảo hành của nó. Và trước khi các bạn check nhé, các bạn đừng có cắm vào ba Utun vội nha, bởi vì cắm ba Utun một phát là nó tự động nó active lên luôn. Cho nên là các bạn đây, cứ đây, đầu màn hình bật nó sẽ là hello như này. Sau đó các bạn kích vào cái hình dấu chấm than ở đây. Đấy, sau đó các bạn nhìn cái số email này hoặc cái số SN này. Đấy, hay Siri này này. Đấy, các bạn gõ vào một trong hai cái dòng này. Đấy, thì các bạn sẽ check được nó là hàng chưa active hay là active rồi nhá. Đây, chân sạc này, kính con luôn. Đấy, chân sạc nói chung là chưa sạc lần nào luôn các bạn nhá. Loa này không có một hạt bụi luôn này. Đây. Đấy, siêu của nó vẫn còn này. Đấy, các bạn thích thì về các bạn tự bóc ra rồi các bạn tự mình gọi là trải nghiệm bóc hàng siêu nó như thế nào các bạn nhé. Đấy, bản 16GB này thì các bạn thoải mái chụp được khoảng 1.000 ảnh cho đến 1.500 ảnh nhá. 1.000 ảnh và vài cái video. Đấy, còn nếu không các bạn sẽ chụp được 1.500 ảnh, nên các bạn yên tâm không phải sợ bộ nhớ của nó, bởi vì bộ nhớ của nó từ lúc nó mới ra 16GB vẫn được rất là nhiều người ưa chuộng. Đấy. Đấy, thấy chưa, ok, hàng lưu nhá. Hàng lưu này thì các bạn yên tâm, giá là 2,350,000. Hôm nay bên mình có đầy đủ 4 màu, đó là màu vàng, màu bạc, màu hồng và màu xám. Đấy. Đây các bạn nhìn chân sạc của nó này. Làm gì có cái hạt bụi nào. Thì các bạn nhìn các cái hay xước nhất của một con iPhone đó chính là cái viền ở trong chân sạc này. Không có một vết gì luôn các bạn nhá. Đấy, hàng siêu chất, hàng này để các bạn sưu tầm. Nghe gọi thì chắc chắn là ngon rồi. Đấy. Ngày xưa giá của nó lúc mới ra là 30 triệu cơ. Đấy, gần 30 triệu, còn 1-2 triệu nữa là đầy 30 triệu. Đấy, mà bây giờ giá bên mình đang bán cho bạn giá chỉ có 2,350,000 thôi các bạn. Đấy. Đấy các bạn, hàng này thì các bạn nói chung là kiếm cái hàng như này rất là khó đấy. Như năm ngoái bên mình cũng có một lô 6S Plus. Nhưng mà năm nay S6S Plus thì không có. Đấy, có 6S nhỏ. Đấy chưa, các bạn thấy ngon chưa? Ngon lành cành đào chưa? Màu xám nhá. Đấy, đẹp. Đấy, đây là những chiếc máy mới, hàng lưu. Giá 2,350,000.
tặng phụ kiện và bảo hành 3 tháng. Còn nếu các bạn nào cần bảo hành 1 năm thì thêm 300.000 nữa, bên mình bảo hành cho bạn 1 năm luôn. Rất tự tin bán hàng này. Bán xong là xong, không bao giờ có sợ lỗi lầm gì cả. Hiện tại là bên mình bán 3 tháng, bán bảo hành 3 tháng 1 đổi 1. Lốt 20 Ultra. Đấy, đây là bản Hàn Quốc, ngoại hình của nó là Zinken Saben nguyên áp suất luôn. Đấy. Màn hình trắng sáng không ám, không lưu hình, RAM 12, bộ nhớ của nó là 256GB. Kèm viên pin của nó là 5000. Màn hình của nó là Dynamic 2K+. À, pin con này là 4500 các bạn nhé. Đấy, áp suất này ấn nhẹ thôi là lên rồi. Lên tưng tưng rồi, các bạn yên tâm dùng chiếc máy này. Đó, giá chỉ có là 10 triệu thôi các bạn nhé. Hàng chất, siêu chất luôn. Hay là đến S21 Plus bản Việt Nam. Đấy, đây là một con máy ngoại hình đẹp 98%, nhưng lúc này bên mình cũng đã review. Đấy, 2 sim vật lý Samsung Pay, Samsung Pass dùng thoải mái. Đây các bạn, tặng các bạn ốp lưng, miếng dán và bộ sạc bảo hành 3 tháng lỗi 1 đổi 1 cho các bạn. Đấy, bọn S21 Plus này tuy ngoại hình nó bé hơn cả lốt 20 Ultra nhưng mà pin nó lại khỏe hơn, 4800. Hàng này các bạn dùng yên tâm nhé, rất lành, rất ít lỗi. Đây là một chiếc Samsung S9 Plus bản Hàn, 2 sim. Đây, vào kiểm tra màn hình cho các bạn. Không ám ố, không lưu hình. Cảm ứng cực kỳ mượt luôn, các bạn yên tâm nhé. Nói chung là đây là một chiếc máy zin hàng chất. Thì các bạn mua về tuy giá nó sẽ cao hơn so với những chiếc máy hàng dựng, hàng cũ, hàng xước xấu, nhưng mà được cái các bạn sẽ được yên tâm. Đấy, các bạn sẽ mua được sự an tâm nhé, không bao giờ lo lắng vấn đề gọi là lỗi lầm. Cái hàng lướt như này rất là ít lỗi. RAM 6 bộ nhớ 64GB. Vân tay vân chân đầy đủ chức năng, máy 2 sim 26 online. Giá chỉ có 3 triệu rưỡi thôi, tặng các bạn một ốp lưng, một bộ sạc và một bộ tai nghe, bảo hành 3 tháng lỗi 1 đổi 1. Quantum 2 hay còn gọi là Samsung A82. Hàng đẹp, 98.99%. Thi thoảng gọi là chấm tí nông mèo thôi, nhưng viền của nó là đẹp luôn nhá. Đẹp luôn. Giá 4.700.000. Con này thì RAM 6 bộ nhớ 128GB. Màn hình của nó là 2K+ luôn các bạn nhá, 6.7 inch. Pin của nó là 4500. Chip của nó là Snapdragon 855 Plus các bạn nhé. Đây là một con chip lượng tử, nó cho các bạn có một cái bảo mật tốt hơn so với các con chip khác. Đấy. Giá thì bên mình đang bán cho bạn giá chỉ có 4.700.000. Đấy, toàn tem bên Nhật này, và bên Hàn về này, nên các bạn yên tâm nhé. Máy cam kết chưa bung chưa mở gì luôn. Đây là một con Vsmart Active 3, RAM 6 bộ nhớ 64GB, giá rẻ với cấu hình rất cao. Màn hình Super AMOLED các bạn nhé, màn hình cực đẹp luôn đấy. Các bạn xác định cứ hỏng con màn hình này thì thôi, không phải thay màn đâu, đi mua máy mới luôn. Bởi vì bên mình bán cho các bạn giá nó chỉ ngang giá màn thôi các bạn nhé. Đấy, Active 3, pin khỏe, 5000. Đấy, camera thò thụt các bạn nhé. Đặc biệt của camera thò thụt này, đây, camera sau nhé, camera trước này. Đấy, các bạn nhìn thấy chưa, camera trước nó thò lên này, rất đẹp, đầy đủ chức năng nhé. Màn trắng sáng không ám ố, bên mình bán cho các bạn giá của nó là 2.200.000. Và đây chỉ là những chiếc iPhone 6s này, hàng lưu này, bên mình có tầm khoảng 20 cây cơ. Đấy, đây các bạn yên tâm, số lượng thì các bạn yên tâm nhé. Đấy, hay là đây này, đấy, hàng ế rất là nhiều này. Đấy, toàn mấy cọc này, vẫn còn rất nhiều hàng nữa, nên là các bạn cần ví dụ như lốt 9, lốt 10 hay là lốt 20 thì gì bên mình có đầy đủ hết nhé, kể cả LG V50 hay là V60 hay Velvet nhé. Đó, bây giờ thì mình xin dừng video ở đây, hẹn gặp lại các bạn ở video sau.